Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để tìm được hai cái nguyên liệu khá là đơn giản nhưng mà không nhiều bạn để ý khi mà muốn chế một bộ đồ Odogaron, bộ đồ con chó điên ấy, con mình nhảy con chó điên ấy. Thì mình thấy bộ đồ này khá là đẹp ấy, thế mình thấy cái nguyên liệu của nó cũng có một cái phần nó khá là lạ. Mà mình thấy pet mặc khá đẹp và mình cũng đang chuẩn bị có hết một bộ đây, mà mình thấy đứng cạnh sẽ rất là ngầu. Thì như các bạn thấy ở đây đã hai cái món đồ, hai cái nguyên liệu ấy, đó là Hormental Shell và Hormental Wing. Thì cái này kiếm khá là đơn giản thôi, nhưng mà có khá là nhiều bạn không để ý, nên là không thể biết được là muốn tìm tìm cái nguyên liệu này đâu. Rất tiếc khi mà có thể là nhiều bạn đã đánh xong được Odogaron và muốn chế bộ đồ này nhưng lại thiếu mất hai cái nguyên liệu rất là đơn giản này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn hai các bạn để là tìm hai này. Thì trước tiên các bạn vào Rotten Vale, đến Rotten Vale đến camp số 1. Rồi. Thì đơn giản thôi, thì khi mà các bạn đến Rotten Vale, các bạn nhảy xuống đây, thì các bạn có nhìn thấy những cái con này không ạ? Những cái con bọ đen đen này. Đây chính những con bọ đen đen này. Như trước mặt bạn mình đang thấy, các bạn thấy ở đây. Đấy. Đánh những con bọ đen đen này thì các bạn sẽ có được hai cái đó. Một lưu ý nhỏ cho các bạn khi mà đánh con này. Thì đây này, như các bạn thấy. Hãy đánh khi nào nó còn cái hình dạng nguyên con và chết như thế này. Thì lúc ấy các bạn mới có thể lấy đó. Như là đó. Thì các bạn mới có thể lấy được vật phẩm. Ok, hai cái monster flute luôn. Mẹ. Chưa tả. Con kia nó leo lên đi mày. Ok. Các bạn hãy nhớ nhá là hãy dùng những cái vũ khí mà không, tốt nhất là không nên có cái hệ gì hết. Đấy, các bạn thấy không? Mình vừa chém nát người nó và như vậy là các bạn sẽ không có đồ. Như vậy là mình có một lời khuyên nhỏ cho để ý cho các bạn, đó là nên dùng những cái vũ khí nó yếu và cơ bản. Và nhớ là hãy chém và bằng vật lý chứ đừng bắn hay là dùng nổ gì hết. Đấy, như các bạn thấy đó, mình đã có hai mental wing. Ấy đau mày đó. Hãy chém cẩn thận thôi để nó còn cái dạng người. Rồi đó, như thế nên chém như thế, căn ở cái mức độ đam như vậy thôi. Đó, thì mình tiếp tục. Thì các bạn mới có thể ấy được, còn nếu mà các bạn đánh quá mạnh thì nó sẽ bị tan xác ra và không có gì để lấy cả. Đó, thì các bạn thấy mình có Hormental Wing, và có đây có hả Hormental hết luôn. Đó, thì các bạn cứ chăm đánh một vài con thì có thể sẽ có cả Hormental Shell, sẽ rất là nhanh thôi, không tốn nhiều thời gian của các bạn so với việc đánh một con Odogaron. Thì việc này nó nhanh hơn rất là nhiều. Đó mình đã có Hormental Shell. Đó, rất là đầy đủ để các bạn có thể chế một bộ đồ Odogaron, một bộ đồ rất là đẹp mà nhìn rất là ngầu. Đó, hãy nhớ là hãy để đánh nó chỉ ở mức này thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu thích hãy like và share clip này và like ủng hộ page của mình, thì mình sẽ có những cái clip khác để hướng dẫn hơn về game Monster Hunter World. Xin chào, hẹn gặp lại.